Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi. Cái clip này là clip hành trình và tất tần tật những cái app mà mình dùng để mình làm YouTube cũng như là hành trình mà mình trở thành một YouTuber. Thì tóm gọn thôi, thật ra mình đã từng là một YouTuber rồi và mình đã từng đạt 100.000 subscribe. Nhưng mà vì tuổi trẻ của non dại, mình chỉ thành công vào lúc mới có 13, 14 tuổi. Nhưng mà chỉ có thành công một mình thôi. Nên tuổi trẻ của non dại và mình đã mất cái kênh đó. Vì một số lý do mà mình không tiện nói ra. Nói chung là clip này chủ yếu là mình chia sẻ cho anh em những cái app mà mình đã sử dụng để quay clip. Thì YouTuber PC thì cần một cái app để quay video ở trên PC. Thì mình có thể nói như OBS, Streamlabs và một số phần mềm khác, Camdia gì đó, không nhớ lắm. Nhưng mà hồi xưa mình đi chơi net, mình đã có cái đam mê gọi là làm YouTube. Vậy nên hồi đó mình dùng cái cam gì đó, quay được có 10 phút à. Later. Đó là cái để thiết bị quay. Thứ hai là thiết bị để chỉnh sửa. Thì mình dùng Adobe Premiere và Photoshop Premiere. Adobe Photoshop. Thì mình sử dụng hai phiên bản 2021 thì sao? Nói chung là năm nay 2022 rồi nhưng mà vẫn xài năm 2021. Đơn giản là vì mình làm biến, không muốn nâng cấp, cũng như là máy mình đâu có mạnh đâu mà nâng cấp chi nữa. Máy mình RAM có 8GB rồi, chỉnh sửa nhiều khi nó đang còn bị crash bay ra khỏi cái ứng dụng, tức điên cả não ra. Và cái điều đương nhiên là chúng ta phải có được chứ nào, chúng ta phải có được một tài khoản Google này. Đầu tiên chúng ta cần có một cái tài khoản YouTube. Đấy, ví dụ như cái tài khoản này của tôi đã làm hơn 2 năm rồi nhưng mà không có ai xem, không phải làm nhá. Đây là những cái clip tôi đăng lên cho có thôi. Tôi còn không có cần người xem. Thật ra tôi có những cái video ảnh có người xem nhưng mà là video vlog nên tôi ảnh rồi. Thì mọi người cần lập một cái kênh như thế này và những video này mọi người có thể cho thêm ảnh nền nữa. Sau đó mọi người sẽ đi đăng ký kênh của tôi nè. Đó, đây là bước đầu để mọi người trở thành một YouTuber. Nghe tới đây có cái mùi dụ dụ nhưng mà thật ra là tôi đang gián tiếp xin subscribe đấy. Xong rồi mọi người làm những clip này, mọi người đăng lên, edit và đăng lên, rất là đơn giản. Tóm lại, mọi người cần có một ý chí bền vững mà làm YouTube thôi. Clip này chia sẻ ngắn gọn thôi, 2-3 phút thôi. Vậy nên mọi người nếu thấy hiểu được cái tầm quan trọng khi làm YouTube thì mọi người sẽ phải bỏ thời gian ra, bỏ công sức ra. Để làm gì? Để quay clip nè, để chỉnh sửa clip nè, để ngồi edit, để suy nghĩ ý tưởng nè. Vậy nên làm YouTube tưởng khó nhưng mà lại dễ không tưởng, tưởng dễ nhưng mà lại khó không tưởng. Nói chung là nếu mọi người kiên trì thì cái gì cũng sẽ làm được thôi, kể cả YouTube. Hiện tại thì kênh của tôi mới có 1.000 người đăng ký. Tức là nó là một phần rất là nhỏ trong cái hành trình của tôi. Tôi tin sẽ được 100 cái sub thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip. Nhớ bấm like, subscribe cho cái video này.